hệ sinh dục và giao thai. Niêm mạc tử cung. Niêm mạc tử cung là mô liên kết trong đó có các tuyến tử cung. Tùy từng giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt mà niêm mạc tử cung có đặc điểm khác nhau. Niêm mạc tử cung trước kinh, mật độ các tuyến dày đặc, lòng các tuyến rất rộng, khúc khuỷu, chứa đầy chất nhầy màu hồng. Thành tuyến tử cung là biểu mô trụ đơn, nhân tế bào nằm sát cực đáy, bào tương cực ngọn, bắt màu hồng. Các mao mạch ở lớp đệm ứ máu hoặc xuất huyết. Niêm mạc tử cung sau kinh, mật độ các tuyến thưa thớt, lòng tuyến hẹp, tròn đều và không chứa chất nhầy. Nhân các tế bào biểu mô của tuyến nằm giữa tế bào. Buồng trứng. Buồng trứng được lập bởi một biểu mô vuông đơn. Dưới biểu mô là mô liên kết của vùng vỏ, chứa rất nhiều nang trứng. Vùng tủy có nhiều mạch máu và không có nang trứng. Nang trứng nguyên thủy là loại nang trứng nhỏ nhất, noãn hình cầu lớn, sáng màu, nằm ở chính giữa. Xung quanh là một hàng tế bào nang dẹt. Nang trứng nguyên phát lớn hơn nang trứng nguyên thủy. Xung quanh noãn là một hàng tế bào nang hình khối vuông, nhân tròn. Nang trứng đặc noãn khá lớn. Xung quanh noãn có một đường viền màu hồng bóng, đó là màng trong suốt. Lớp tế bào nang có từ hai hàng tế bào trở lên. Nang trứng có hốc, xem hình chiếu tiếp theo. Nang trứng có hốc có kích thước rất lớn, noãn lớn và màng trong suốt dày, rõ. Các tế bào nang xếp thành nhiều hàng và xen kẽ có các hốc chứa dịch màu hồng, gọi là hốc nang trứng. Những nang trứng có hốc ở giai đoạn cuối, hốc nang trứng rất lớn, thành hốc là một lớp tế bào nang, gọi là lớp hạt. Có thể thấy gò noãn là một đám tế bào nang bao quanh noãn và lồi vào trong hốc nang trứng. Mô liên kết phía ngoài nang trứng bị biến đổi, tạo ra một tuyến nội tiết gọi là tuyến vỏ, gồm hai lớp là lớp vỏ trong và lớp vỏ ngoài. Vòi trứng. Niêm mạc vòi trứng dày và có nhiều nếp gấp cao. Biểu mô phủ vòi trứng là biểu mô trụ đơn. Có thể phân biệt được 3 loại tế bào là tế bào trụ đơn có lông chuyển, tế bào chế tiết, bào tương sáng màu và tế bào đáy nhỏ nằm sát màng đáy. Lớp đệm của niêm mạc vòi trứng là mô liên kết dầu mạch máu và mạch bạch huyết. Tinh hoàn. Tinh hoàn được cấu tạo chủ yếu bởi các ống sinh tinh và bên ngoài ống sinh tinh là mô liên kết chứa các tuyến kẽ. Tuyến kẽ là tuyến nội tiết kiểu tản mát, một đám tế bào nội tiết đứng bên cạnh các mao mạch. Ống sinh tinh là một thiết diện hình tròn hay hình bầu dục lớn, thành của ống là biểu mô tinh rất dày, gồm các loại tế bào, tinh nguyên bào, tế bào Sertoli, tinh bào, tiền tinh trùng và tinh trùng. Biểu mô tinh gồm các loại tế bào sau. Tinh nguyên bào chỉ gồm một hàng tế bào nằm ngay sát màng đáy, nhân tế bào tròn, nhỏ, màu tím thẫm. Tinh bào xếp thành 2 đến 3 hàng ở phía trong tinh nguyên bào. Tế bào lớn, nhân lớn hơn tinh nguyên bào nhưng không thấy màng nhân. Chất nhiễm sắc lấm tấm như hạt vừng, màu tím đen. Tiền tinh trùng xếp thành nhiều hàng bên trong lớp tinh bào, nhân tròn, nhỏ, sáng màu. Tinh trùng đầu hình hạt thóc, bắt màu tím đậm, đuôi dài, bắt màu hồng, hướng về phía lòng ống sinh tinh. Tế bào Sertoli không phải là tế bào dòng tinh, chúng nằm xen kẽ giữa các tinh nguyên bào. Nhân tế bào lớn, hình tròn hay bầu dục, sáng màu và có một hạt nhân lớn, rõ. Tinh trùng người. Ở tiêu bản tinh dịch nhuộm Papa Nicolaou, tinh trùng được thể hiện rất rõ nét. Đầu tinh trùng có hình bầu dục chia làm hai phần. Phần trước là túi cực đầu sáng màu hơn. Phần sau chứa nhân có màu xanh tím sẫm. Cổ tinh trùng rất ngắn, khó phân biệt với đoạn trung gian của đuôi tinh trùng. Đuôi tinh trùng mảnh và dài. Ở tiêu bản tinh dịch soi tươi, tinh trùng di động khá nhanh và linh hoạt nhờ cái đuôi này. Ống màu tinh nằm ở màu tinh hoàn. Lòng ống rộng, rõ ràng và có nhiều tinh trùng. Thành ống là biểu mô trụ đơn, các tế bào có lông không chuyển,
và các vi nhung mao ở cực ngọn. Nhân tế bào có hình tròn hay hình bầu dục nằm sát đáy tế bào. Rau thai. Rau thai gồm có hai cấu trúc có nguồn gốc khác nhau là phần rau thuộc mẹ hay rau mẹ, gồm có hồ máu và đám tế bào rụng, và phần rau thuộc con hay rau con, đại diện bởi các nhung mao rau hay gai rau. Tế bào rụng xếp thành từng đám hỗn độn, các tế bào lớn sáng màu. Hồ máu còn gọi là khoảng gian nhung mao, là những khoảng trống quanh các nhung mao và đám tế bào rụng. Nó có thể có máu hoặc không. Nhung mao rau là những thiết diện có hình dáng và kích thước khác nhau, ranh giới rõ ràng. Ở giữa nhung mao rau là mô liên kết thưa có mạch máu, gọi là trục liên kết của nhung mao rau. Xung quanh là lớp lá nuôi sẫm màu. Ở độ phóng đại lớn, các cấu trúc đã mô tả được thể hiện rõ ràng. Đặc biệt, có thể phân biệt được hai lớp của lá nuôi là: lớp lá nuôi hợp bào, bao bọc phía ngoài cùng của nhung mao rau, gồm một đám nhân sẫm màu vùi trong một lớp bào tương chung cũng sẫm màu. Lớp lá nuôi tế bào, một hàng tế bào không liên tục nằm sát trục liên kết. Các tế bào có hình khối vuông hay tròn, ranh giới rõ, nhân tế bào tròn, bào tương sáng màu.